một bác bảo vệ đang tập thể dục, một cô lao công đang tập yoga, các bạn trẻ đang ngồi đọc sách. Còn tôi thì đang thư giãn ở một không gian xanh nằm ở trên không, ngay giữa lòng của thủ đô Hà Nội. Hãy cùng với Cà Phê Sáng gặp gỡ chủ nhân của khu vườn này. Em chào chị Thủy. Chào em. Ôi dồi ôi, cây này lạ quá chị ạ. Cái này tên là gì hả chị? Chị cũng không biết nó đâu. Nó rất là xinh thì chị tha về thôi. Yêu cây. Yêu cây. Để có một cái khu vườn như này thì chắc là mất nhiều thời gian lắm chị nhỉ? Cũng phải 4 năm đấy. Trước khi làm ấy thì cũng có người nói, thứ nhất là cái tải của tòa nhà có chịu được không? Mà người ta khảo sát là được thì mới dám làm. Và đất thì phải trộn trấu này, trộn mùn này, thì nó nhẹ đi mà đất lại tốt hơn. Làm cái hệ thống thoát nước tầng này là riêng. Thứ nhất là cái vải địa, thứ hai là cái vữa chống thấm. Bây giờ nói chung thì mọi người là ủng hộ hết rồi. Sẵn lòng mời mọi người đến để thư giãn. Có những lúc mà cụ già, em nhỏ là lên đây cùng chăm sóc, cùng cho cá ăn. Ngoài những cái giờ mà chúng tôi giao ban, tôi hay lên đây tập thể dục và cũng là để ngắm những cây. Thỉnh thoảng có rỗi tôi có tưới cây. Mình cảm thấy rất là yêu quý cái khu vườn này. Ngồi đây thì mình có thể ngắm view được Hà Nội rất là rộng lớn. Cứ hết giờ làm việc là tôi sẽ nán lại 15-20 phút, tôi lên đây chăm sóc cây cối ở trên tòa nhà này. Cây nào tôi cũng quý lắm. Mình chuyển về đây được hơn 1 năm rồi thì có nghe mọi người nói ở trên này có một khu vườn. Lên mình tham quan mình thì thấy mình rất là thích. Bây giờ nhá, chị dẫn em đi xem trồng các cái cây mà lâu năm nhá. À, con chuột nó khét mất 2 quả của chị rồi này. Ôi giời. Mà nó ăn giỏi ghê lắm, làm sao mà ruột trong hết nhẵn mà vỏ vẫn còn nguyên si nằm trên cây. Cây chuối gần kia, rồi. Kia có cây sung, rất là nhiều quả. Em thấy là ở đây có khu vườn hồng này chị này, nhưng mà sao nhiều màu hoa thế chị nhỉ? Nếu mà người ta chuyên nghiệp, người ta sẽ trồng loại thôi. Nhưng mà vì chị thích thôi nên là chị sẽ trồng. Ví dụ như là hồng trà nhỏ xíu xíu này. Còn đây là hồng cổ của mình thì nó khỏe lắm. Khu này là không chỉ có mỗi hồng đâu quý vị ạ. Còn có cả rau cải, rồi rau má này. Có cây vối trồng cho cả chung cư để uống lấy nước, uống mát. Như là một khu vườn thần kỳ cái chị nhỉ? Yêu nó thì chị làm. Dạ. Đấy, nghĩ rằng dân thành phố nhưng mình cũng biết trồng cây đấy chứ. Dần dần rồi biết cả đặc tính của cái cây này, nó chịu nước, chịu hạn thế nào. Chị ơi, em muốn làm cư dân của tòa nhà này quá, để ngày nào cũng được lên đây. Rất là hân hạnh. Và em, cái góc này là cái góc chị cũng yêu thích mọi ngày ấy. Vâng. Chị hay ngồi đây buổi sáng thư giãn để tiếp thêm năng lượng cho một ngày. Đây là trà chị Thủy pha từ cái cây kim ngân đằng sau tôi quý vị thấy không ạ? Đó, có chức năng là để giải độc. Thơm quá. Và sau khi em đi tham quan một vòng vườn chị, em thấy rằng là đúng là chúng ta không cần phải đi đâu quá là xa, mà hoàn toàn có thể tự tạo một không gian xanh như thế này ngay tại nhà, để vừa có thể là thư giãn và tìm được những nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống. Em mời chị. Mời em, chúc em cùng mọi người một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng.